cây này vô lưu năm năm cũ được không? Ủa, cây này cây gì? Cây này cây gì? Cây này không mở. Hả? Không mở. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đi với một số anh em đi tham quan các vườn cảnh. Sẽ làm clip chia sẻ cho các bạn xem. Ở đây có một cái sân quê. Cây đây là cây sung mõn hay là cây sang mõ ta? Sang mõ rồi. Sao anh Hòa Đức Phổ là anh kêu cây sung mõn? Không, cây này đẹp chứ. Không, cây này có phần gión tự nhiên đẹp. Đây có một cây xanh bóp đó. Bên cạnh có một cái mài độc xanh. Tiếp tục cũng là một tác phẩm dúi. Cái này thì có phần dáng cũng khá là hay. Không gian vườn cảnh của anh Hoàng này thì tuy nhỏ nhưng mà cũng khá nhiều tác phẩm xuất sắc. Đây là một cây trắc nghệ. Trắc nghệ đây là mà chơi lõ thì đẹp. Bên cạnh là một cái sân trà.
Chừng trò thì quá giờ rồi. Đây là một cái lọc vuông. Có mấy cây lọc quái vậy thì cái giỡn. Không quay cây không quay mà tôi vô đó. Sao? Sao quả anh? Chứ hầu giờ anh chưa xuất hiện trong video quê mà. À. Người bí ẩn á. Dễ mua bón hơn phải không? Chủ yếu anh em người ta xem người ta thưởng thức cái thôi. Bên cạnh có một cây hoa ngào. Xì bóp đỏ. Bò cọc luôn rồi. Cái gì? Bò cọc nhỏ gì đấy, bò cọ à? Không kêu để chơi. Vậy bác cho nó đi anh. Anh chơi để bác chơi cho bác anh nó đi ngủ. Cái này mình xử lý cái lỗ mình sơn cho nó cho anh. Chứ cái vàng này mình không chăm kỹ là nó hư thằng hết. Anh hư mấy cây để cho mấy cây đẹp hơn hết. Đi xanh cũng kỹ nó cũng dùng rồi. Bỏ cái đây hồi giờ nó có bông cho anh. Chắc có này. Đây có bông chứ. Vàng này có bông cái đĩa nó bung lên nó bông. Tu hú à. Gan vòn. Gan tu hú gì nó đó đó. Có phần cái này có phần thân đẹp.
Đây này mà đưa cho mấy anh rảnh rảnh gì anh chờ anh ái anh sao dinh lên để bắt á. Cái nào mà đưa vô Úc Sĩ anh có thời gian chiên đó. Trao chuốt là thì để cho anh trai ít thời gian nữa có anh dục luôn á. Bỏ cạnh nè. Dạ. Đâu có bỏ cạnh là gì đâu mà. Để sao tắt rồi chảnh chứ. Ê thấy như này đâu mà. Đi kiếm tiền hả? Không mình đi làm sân trò. Sân trò. Nó bị hình như nó bị thiếu nước anh Quang. Cái vú này đẹp. Tầm này anh nó trụng. Anh em nó trụng có hòn tầm. Dạ. Bồ đề đẹp quá. Đi xe đi quay luôn anh. Thế đồ. Dưới gì cũng quay hết luôn à. Rồi. Đây này bố bao nhiêu? Thế đồ. Cái này có bộ rễ đẹp quá. Xanh dân lò. Yeah.